Thưa quý vị và các bạn, dựa vào nguồn lực từ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được huyện Yên Minh đẩy mạnh. Các chương trình được kỳ vọng trở thành động lực vừa giúp người dân gìn giữ văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vừa gắn với lợi thế phát triển du lịch cộng đồng. Bạch Đích là xã biên giới của huyện Yên Minh với 16 dân tộc cùng chung sống. Cùng với người Nùng thì người Dao là dân tộc chiếm đa số. Đồng bào người Dao vốn có đời sống văn hóa tinh thần vô cùng phong phú, đa dạng và đặc sắc, thể hiện qua hệ thống lễ hội, tín ngưỡng, các phong tục tập quán lâu đời. Tuy vậy, theo thời gian, trước sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại, nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào đứng trước nguy cơ bị mai một nếu không chú trọng trong việc khôi phục, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Bây giờ là mình là chủ yếu là truyền dạy cho các thế hệ trẻ, người ta biết đọc, biết viết, nắm được cái truyền thống văn hóa của dân tộc Dao thì sẽ tránh được cái văn hóa ngoại lai, ví dụ như là truyền đạo trái phép thì có những cái phần tử bên ngoài người ta xâm nhập vào, thì chắc chắn là cái thế hệ trẻ mà nắm được cái nguồn gốc văn hóa dân tộc Dao về cái lễ cấp sắc này thì người ta sẽ không bao giờ, người ta sẽ theo những cái văn hóa khác. Song song với truyền dạy ở các thôn bản, đưa văn hóa truyền thống vào trường học trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ là đối tượng học sinh cũng là giải pháp trọng tâm trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống hiện nay trên các xã biên giới của huyện Yên Minh. Theo cách mưa dầm thấm lâu, đa dạng các hình thức tiếp cận, thực hành văn hóa truyền thống, niềm yêu thích, sự tự hào, ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống đã dần hình thành đối với thế hệ trẻ. Chúng em rất tự hào về bản sắc dân tộc của mình và sẽ có ý thức để bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc của mình. Giảng dạy cho con cháu. Vâng, nhà nào có cháu gái, nhà nào có cháu trai dân tộc ấy thì phải là vào gọi là thành nhóm đi học đi. Đấy, không thể bỏ được, không cho mai một được. Năm 2024, huyện Yên Minh được giao nguồn vốn trên 460 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, các lớp đào tạo tập huấn giữ gìn phát huy làng nghề truyền thống được huyện tổ chức, truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ, khôi phục các lễ hội truyền thống, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang dấu ấn đặc trưng của từng vùng miền. Đặc biệt nhất là phát huy vai trò của những già làng trưởng bản, những dòng tộc, dòng họ để làm sao giữ gìn bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn toàn huyện. Trên căn cứ cơ sở là huyện cũng đã đầu tư các nguồn lực, có các trợ cơ chế chính sách, rồi đặc biệt nhất triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia để làm sao là phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống. Huyện Yên Minh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp vừa bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, vừa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó sẽ giúp đồng bào các dân tộc biến di sản thành tài sản trong công cuộc vươn lên xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.